Giáo phận Vĩnh Long cáo phó thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong. Tòa giám mục Vĩnh Long, 103, đường 3 tháng 2, Vĩnh Long, Việt Nam, cáo phó. Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, văn phòng tòa giám mục Vĩnh Long trân trọng báo tin. Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong thuộc giáo phận Vĩnh Long, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1985 tại Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, họ Đạo Bãi San, giáo phận Vĩnh Long. Đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ 5 phút thứ năm ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại Bệnh viện Xuyên Á, hưởng dương 36 tuổi. Nghi thức tần liệm lúc 8 giờ thứ sáu ngày 2 tháng 7 năm 2021 tại nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Vĩnh Long. Linh cữu thầy phó tế Phêrô Phong được quàn tại nhà nguyện của nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Vĩnh Long. Thánh lễ an táng tại nhà nguyện nhà hưu dưỡng lúc 9 giờ 30 thứ bảy ngày 3 tháng 7 năm 2021. An táng phần mộ các linh mục tại đất thánh Tân Ngãi của họ Đạo Chánh Tòa. Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn thầy phó tế Phêrô được an nghỉ đời đời. Lý lịch thầy phó tế. Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong sinh ngày 1 tháng 8 năm 1985 tại Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, họ Đạo Bãi San, giáo phận Vĩnh Long. Họ tên cha Phaolô Nguyễn Trung Quốc, họ tên mẹ Anna Nguyễn Thị Hiệp. Rửa tội ngày 12 tháng 3 năm 1986 tại Bãi San, giáo phận Vĩnh Long. Thêm sức ngày 7 tháng 8 năm 1999 tại Bãi San, giáo phận Vĩnh Long. Vào tiểu chủng viện Thánh Minh, giáo phận Vĩnh Long ngày 1 tháng 9 năm 2009. Vào đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ ngày 3 tháng 9 năm 2012. Lãnh tác vụ đọc sách ngày 1 tháng 5 năm 2018 tại đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ. Lãnh tác vụ giúp lễ ngày 1 tháng 5 2019 tại Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ. Ứng viên phó tế ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ. Chịu chức phó tế ngày 1 tháng 1 năm 2021 tại Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long do Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Thực tập mục vụ họ Đạo Trà Ôn, giáo phận Vĩnh Long từ năm 2015 đến 2016, họ Đạo Fatima, giáo phận Vĩnh Long từ 2020 đến 2021, qua đời lúc 20 giờ 5 phút ngày 1 tháng 7 năm 2021, nơi qua đời Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long. Mai táng phần mộ các linh mục tại đất thánh Tân Ngãi của họ Đạo Chánh Tòa.